cái dũng của thánh nhân. Luận về những người đại dũng, Tô Đông Pha nói: bậc đại dũng thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh sợ, vô cố bị những điều ngang trái cũng không tức giận. Thốt nhiên làm chi nhi bất kinh, vô cố gia chi nhi bất nộ. Trái lại, kẻ thất phu bị nhục thì tay tuốt gươm đứng dậy vươn mình xốc đánh. Thất phu kiến nhục, bạc kiếm nhi khởi, đỉnh thân nhi đấu. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Hai chữ thốt nhiên và vô cố là hai chữ thần. Những tín đồ của điềm đạm phải tụng niệm hàng giờ hàng phút mới đặng. Đọc sử thời chiến quốc, ai là người không biết chuyện Yêu Ly và Khánh Kỵ? Yêu Ly cảm cái nghĩa của Hạp Lư nên hứa giúp cho để lừa giết Khánh Kỵ. Một hôm Khánh Kỵ ngồi ở mũi thuyền chỉ huy binh sĩ, thì Yêu Ly đứng sau lưng cầm kích mà hầu. Thừa lúc thuận chiều đâm suốt qua bụng Khánh Kỵ. Khánh Kỵ sức khỏe như voi, liền trở tay vối bắt Yêu Ly xách ngược lên dìm đầu xuống nước 3 lần. Nhưng rồi lại ẵm lên để trong lòng, cúi nhìn cười và bảo: thiên hạ lại còn có kẻ dũng sĩ này, có gan đâm ta nữa chứ. Các tướng sĩ toàn đâm chết Yêu Ly, nhưng Khánh Kỵ gạt đi, bảo: người này là một bậc dũng sĩ, trong một ngày chớ nên để chết hai dũng sĩ của thiên hạ. Các ngươi nên tha hắn, cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung. Khánh Kỵ tha Yêu Ly rồi rút ngọn giáo trong bụng ra mà chết. Người ta bảo Yêu Ly là dũng sĩ, nhưng đây là một sự sắp đặt trước rồi, chỉ có trầm tĩnh mà thi hành thôi. Đâu có thể bì được cái dũng của Khánh Kỵ, thốt nhiên bị người ta đâm chết một cách tàn nhẫn, mà dằn được cái lòng phục thù của mình để tha thứ được cái kẻ đã xúc phạm đến sinh mạng mình. Thay vì nghiền nát kẻ giết mình kia cho hả giận, Khánh Kỵ điềm tĩnh nhận thấy mình chết đây không phải tại Yêu Ly, mà là tại mình thất trí. Dìm đầu Yêu Ly 3 lần xuống nước làm cho ta thấy Khánh Kỵ đã bị một cơn tranh chấp mãnh liệt nơi lòng. Sau cùng Khánh Kỵ đã thắng được cái lòng tự ái của mình, cả cái thiên tính tự vệ của mình nữa. Thật đúng với câu: thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Sức điềm tĩnh của Khánh Kỵ ở trên mấy tầng mây đối với cái điềm tĩnh của Yêu Ly. Thảo nào Yêu Ly không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Chú thích: sau khi giết Khánh Kỵ thì Yêu Ly cũng tự sát. Cử chỉ ấy có thua gì cử chỉ điềm tĩnh và đầy nhân đạo của Jesus khi bị quân lính đâm vói bên hông, lúc gần trút linh hồn lại còn cầu nguyện: xin Cha hãy tha tội cho chúng nó, chúng nó không hiểu cái việc chúng nó làm. Tôi nói không thua Jesus vì Jesus là nhà đạo hạnh hoàn toàn, còn Khánh Kỵ là một tay tướng giặc. Sự điềm tĩnh và lòng tha thứ ấy là một sự thường đối với những bậc đức độ viên dung, mà là một sự bất thường đối với những nhà thượng võ hiếu thắng.